Trở lại bản tin ngắn. Trở lại sự kiện ngày 6 tháng 1. Một người đàn ông cho biết một người đàn ông đã gác chứng, đã gác cái chân lên cái bàn làm việc của bà Nancy Pelosi trong sự kiện ngày 6 tháng 1, chính thức đi tù. Đây, đây là cái tấm ảnh mà chúng tôi muốn cho quý vị xem. Đương nhiên những hành động mà tấn công vào điện Capitol không ai muốn và không ai ủng hộ cả, nhưng mà họ cũng đang trả giá cho những hành động của họ. Người đàn ông tại tiểu bang Arkansas đã đặt chân lên bàn của bà chủ tịch Nancy Pelosi trong cuộc ngày 6 tháng 1 ở đồi Capitol để chính thức kết án 4 năm rưỡi tù giam. Bị kết tội vào tháng 1 năm nay với tội danh bao gồm trọng tội gây rối trật tự dân sự, cản trở thủ tục tố tụng chính thức. Một thẩm phán liên bang đã kết án Richard Beagle Burnett 4 năm rưỡi tù giam sau khi công tố viên yêu cầu anh ta phải ở tù nhiều hơn 7 năm. Tiếp theo là 3 năm có vấn đề giám sát. Có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là cái chương trình của Fox News lưu ý là cuối cùng anh ta bị kết án 4 năm rưỡi tù và 3 năm có quản thúc. Có nghĩa là vẫn tiếp tục tù đòi 7 năm. 4 năm rưỡi trong và 3 năm ngoài. Đó là cái mà họ phải đang đối diện với những cái tư pháp. Cái bàn chân của Bennett trên bàn của bà Nancy Pelosi sẽ trở thành một hình ảnh lan truyền mạnh mẽ nhất vào sự kiện ngày 6 tháng 1 mà chỉ có pháp sư Keon Judge Justin sánh kịp. Anh ta tuyên bố trong phiên tòa xét xử anh ta đã vô tình bước vào văn phòng của bà cựu chủ tịch Hạ viện trong khi tìm phòng tắm và sau đó đã dạo tạo dáng cho hai phóng viên chụp ảnh ở đó. Anh ấy đã kết thúc bằng cách để lại một ghi chú của nội dung: Nancy Beagle đã ở đây, đồ khốn. Sau đó bên ngoài điện Capitol, công tố viên cho biết ông ta có bài phát biểu trước đám đông bằng cái tiếng kèn. Chúng tôi đã lấy được lại tàu bà đốc của, chúng tôi đã lấy được đời Capitol của mình. Tôi lấy văn phòng của Nancy Pelosi. Bà Nancy nói với luật sư của mình trong phiên tòa rằng anh ta bị cuốn vào cái thời điểm này. Tôi chỉ ở trong cái thời điểm này và tôi đang đi theo dòng chảy vào cái thời điểm này. Từng là một người lính cứu hỏa đã nghỉ hưu 62 tuổi đến Arkansas, Bennett đã hối hận vì đã tham gia cuộc biểu tình. 2 năm rưỡi lưu lạc khốn khổ cho gia đình tôi. Ông Bennett làm chứng vào tháng 1. Bennett cũng tuyên bố ông sẽ xin lỗi Nancy Pelosi nếu có thể. Anh ta có thể đứng trước tòa và tuyên án rằng anh ta cảm thấy, xin lỗi, anh ta cũng đứng trước tòa và tuyên án rằng anh ta không cảm thấy hối hận về những điều anh ta đang không làm. Họ muốn tôi hối hận về những điều tôi làm, anh nói rằng không. Tôi muốn được đối xử công bằng. Đó là một điều bí ẩn trong cuộc đời của tôi, Bennett nói vào tháng 1 ngày 6 là một ngày đau buồn cho tất cả mọi người. Tôi đã thừa nhận là tôi đã tức giận và xin lỗi về điều đó. Luật sư của anh ta tuyên bố rằng chính phủ đã nhắm mục tiêu về Bennett qua bức ảnh chụp của bà ta, của ông ta trên bàn của bà Nancy Pelosi. Ông Bennett ở đây là một bức ảnh. Luật sư bào chữa Jonathan Gross nói trước tòa, chính phủ đã phát điên vì Richard Bennett đang ngồi ở cái bàn làm việc. Ông Bennett không bao giờ kêu gọi bạo lực, chưa bao giờ kêu gọi khởi nghĩa, anh ấy rất tức giận. Nhưng trong cơn tức giận, lời nói của anh ta được kiềm chế và anh ta chưa bao giờ kêu gọi bạo lực. Không phải là ngày 6 tháng 1, tất cả ai cũng bạo lực. Đừng lo. Trên thực tế khi ông Trump trở lại tòa bà đốc thì có thể sẽ ân xá cho. Mà tôi không biết được, nhưng mà tóm lại, những cái hành động này chúng ta không ủng hộ. Nhưng mà đây là tư pháp của nước Mỹ. Và cái tư pháp này có vẻ như rất là bất công cho một số nhân vật. Và đó là bản tin ngắn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.